Ô, sầu riêng này, đã chưa? Khu vực đất nhà thầy Minh Tuệ đây đúng không? Bà con ở khu vực đất nhà thầy Minh Tuệ đây. Sầu này sầu ri hay sầu thái chị nhỉ? Sầu ri. Ồ, đã chưa? Ấy, thơm nhá. Quá chi là thơm luôn. Tuyệt vời. Đấy, cho các bạn xem. Bà con ở nơi đất nhà thầy này trồng rất nhiều sầu riêng. À, đây là những quả rụng phải không chị? À, những quả rụng thì nó mới có cái núm như kiểu này với lại đất này. À, đây những quả rụng chín luôn, không có thuốc men này nữa luôn. Tuyệt vời. Đây các bạn nhá, để nhận định được là quả rụng hay không là nhìn đây, những cái sớ đây này. Đó, những cái vân này là nó rụng trên cây xuống. Đấy. Và những cái quả chín ở trên cây ấy, những quả già ấy, thường thường là các cái kẽ này này, đó là có cái vết nứt này, đó. Căng đó, đây này. Những cái vết này là những cái vết nứt của những quả già mà được rụng trực tiếp trên cây xuống. Còn đây là những quả già. Đó, quả già là thương lái người ta cắt, một đoạn như này để khi nào chín thì nó rụng cái đấy ra. À, nhưng quả này cũng đạt rất đạt chất lượng các bạn này. Đó. Nứt niếc như này là quả nó rất già rồi. Đấy, cho nên cái kinh nghiệm chúng ta đi mua sầu riêng ăn là những quả nào có cái khe nứt như này thì là đạt tiêu chuẩn nhá. Tuyệt vời. Đấy, các thương lái đã trở về cái khu vực miền đất của nhà thầy. Chôm chôm và sầu riêng ở đây rất là nhiều. Đây những cái dạp đang được dựng lên rất là nhiều. Đấy, từ đây về khu nhà thầy thì khoảng độ vài trăm mét đó thôi các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà thích mua sầu riêng thì về khu đất của thầy rất nhiều sầu riêng. Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Dâu trong những hành trình khám phá và trải nghiệm đời sống. Thì ngày hôm nay Dâu lại tiếp tục quay lại với chủ đề là nhà thầy Thích Minh Tuệ. Thì rất nhiều khán giả trên kênh của Dâu cũng gọi điện về hỏi là về vấn đề của thầy Tuệ Đức. Thầy Tuệ Đức phải không nhỉ? Yeah. Vâng, thầy Tuệ Đức là tại sao mà thầy lại phải đến nhà cha thầy Minh Tuệ và có những cái phát ngôn nọ kia. Thì hôm nay mình sẽ trực tiếp phỏng vấn thầy Thích Minh Tuệ. Thì đấy, đây là mọi người, rất nhiều người. Thì hôm nay mình sẽ đến mời thầy Tuệ Đức đến để phỏng vấn, để giải đáp những cái thắc mắc của bà con vì sao mà thầy lại ở trong nhà cha của thầy Thích Minh Tuệ như thế, rồi thì sao không về đi. Rất nhiều người ủng hộ cũng như nhiều người là không ủng hộ cái việc mà thầy Tuệ Đức ở nhà cha của thầy Thích Minh Tuệ. Thì hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân cũng như đồng hành cùng Dâu để phỏng vấn thầy Tuệ Đức như thế nào. Xin mời các bạn hãy theo chân. Đây, chúng ta đang chuẩn bị đến khu vực nhà cha của thầy Thích Minh Tuệ. Trên đường rất nhiều xe khắp nơi dồn về. 61 là tính nào nhỉ? 61 là Sài Gòn. Phải không ta? Rất nhiều người đang làm bất động sản. À, biển 61 này là ở Đồng Nai. Thắt cái dây nào. Chúng ta còn khoảng 100 mét nữa là đến nhà cha của thầy. Thì hiện tại là ô tô cũng đang đậu rất là nhiều. À, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều ô tô. Bất động sản ở đây giờ nóng nhất rồi. Bất động sản ở đây hiện tại đang rất là nóng.
Buổi sáng hôm nay là không khí trong lành và có một số những hạt mưa lắc đắc như mùa xuân đúng không anh? Đấy. Như Tết. Các bạn có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh nhà thầy rất là đông. Quán cà phê ở gần chỗ nhà thầy rất là đông. Ô tô xếp dài luôn. Xe 47 là ở đâu ta? Đắk Lắk. Đắk Lắk. 47 Bình Định hay Đắk Lắk? À. Đây chúng ta chuẩn bị đến cổng nhà cha của thầy Thích Minh Tuệ nha các bạn. Thì hôm nay thì đường xá làm rất là đẹp rồi. Đó, bà con quý Phật tử khắp nơi về đã giúp làm một cái cổng giải giải gạch hoa và tận đến bên trong rồi. À, xin mời các bạn theo chân mình nhé. Bây giờ là chuẩn bị vào khu bên trong nhà cha của thầy Thích Minh Tuệ thì các bạn thông cảm nhé. Mình cũng không quay nữa bởi vì mình cập nhật cái hiện trạng mấy lần trên video trước rồi thì cũng không có gì thay đổi. Thì bây giờ mình tạm dừng video để vào mời thầy Tuệ Đức. À, có một số câu hỏi thắc mắc của các bạn. Thì tình hình như nào xin mời các bạn đón chờ nhé. Tình hình là mình vừa vào trong nhà cha của thầy thì để gặp thầy Tuệ Đức để phỏng vấn một số câu hỏi mà quý khán giả cũng như bà con yêu mến gọi điện về thắc mắc cũng như là đưa ra những câu hỏi là tại sao là thầy đã đi tu rồi mà còn nhận làm cha nuôi ở kia. Thì mình cũng vừa vào nhưng mà thông tin là thầy Tuệ Đức đã rời khỏi nhà cha thầy Minh Tuệ từ 5 giờ sáng ngày hôm nay. Có một xe con đã đón thầy đi rồi. Đấy, tình hình là như thế. Nếu như hôm nay mà Lâm mà gặp được thì sẽ phỏng vấn cũng như là đặt ra những câu hỏi mà các cô, các chú, các bác khắp mọi miền đã gọi điện về cho Lâm. Mấy những câu hỏi thì đã chuẩn bị hết rồi nhưng mà không may thì thầy đã rời khỏi đấy rồi. Thì các bác xem video thì hết sức thông cảm cho Lâm thì Lâm cũng không gặp được trực tiếp. Bối cảnh không gian xung quanh là như ngày thường thì quý Phật tử vẫn đang trở về. Đấy, vẫn đang rất là đông đúc. Đó. Vẫn rất chi là đông đúc. Mình vừa vào phía bên trong nhà thầy thì cũng rất nhiều người ở Hàn Quốc cũng như là ở Sài Gòn rồi Phú Thọ cũng về đảnh lễ ở trong khu vực nhà thầy. Thì mọi người vẫn đi vào nhưng mà đi vào theo cái hàng lối và đi 2-3 người một chứ không có đi như hôm bữa là vào rất là đông. Đây là một cái quán cà phê ngay chỗ cổng nhà cha thầy. Thì cập nhật hiện tại các bạn thấy là rất là đông đúc. Rất chi là đông đúc luôn. Biển 38 là ở đâu ta? À, Thanh Hóa là 36. Ở 38 này như ở Nghệ An à? Hay Vinh ta? Không phải Vinh, không phải. Biển 38 ở đâu em nhỉ? Có biết không? Không nhớ à? Thực ra dân tài xế là phải biết hết chứ. Đấy. Biển 61, đấy, 76. 32 cũng có, 47 có. Đấy. Rất chi là nhiều xe luôn. Công ty cà phê Gia Trâm
Đấy. Đây là những cái dạp được cơ quan dựng lên đó để chuẩn bị, là có một thông tin là thầy sắp trở về cốc, cho nên là bà con là đã dựng những cái dạp này, và có khả năng là lần tới thầy về thì bà con chúng ta phải đi theo hàng theo lối, không chen lấn cũng như xô đẩy như đợt trước nữa. Đấy, đây là một cái trò tiếp đó, an ninh là sẽ đứng ở những cái khu vực này đây. Sầu đây, ô sầu riêng các bạn, sầu riêng quá nhiều luôn, xếp đống luôn, sầu riêng từng đống luôn. Ô sầu riêng này đã chưa? Khu vực đất nhà thầy Minh Tuệ đây đúng không? Bà con ở khu vực đất nhà thầy Minh Tuệ đây. Sầu này sầu ri hay sầu thái chị nhỉ? Sầu ri. Ồ đã chưa? Ấy. Thơm nhá. Quá chi là thơm luôn. Tuyệt vời. Ấy cho các bạn xem. Bà con ở nơi đất nhà thầy này trồng rất nhiều sầu riêng. À đây là những quả rụng phải không chị? À, những quả rụng thì nó mới có cái núm như cái này với lại đất này. À đây những quả rụng chín luôn, không có thuốc men này nữa luôn, tuyệt vời. Đây các bạn nhá, để nhận định được là quả rụng hay không là nhìn đây, những cái sớ đây này, đó, những cái vân này là nó rụng trên cây xuống đấy, và những cái quả chín ở trên cây ấy, những quả già ấy, thường thường là các cái kẽ này này, đó là có cái vết nứt này, đó căng đó, đây này, những cái vết này là những cái vết nứt của những quả già mà được rụng trực tiếp ở trên cây xuống. Còn đây là những quả già. Đó, quả già là thương lái là người ta cắt một đoạn như này để khi nào chín thì nó rụng cái đấy ra. À, nhưng quả này cũng rất đạt chất lượng các bạn này. Đó. Nứt niếc như này là quả nó rất già rồi. Đấy, cho nên cái kinh nghiệm chúng ta đi mua sầu riêng ăn là những quả nào có cái khe nứt như này thì là đạt tiêu chuẩn nhá. Tuyệt vời. Đấy, các thương lái đã trở về cái khu vực miền đất của nhà thầy. Chôm chôm và sầu riêng ở đây rất là nhiều. Đây những cái dạp đang được dựng lên rất là nhiều. Đấy. Từ đây về khu nhà thầy thì khoảng độ vài trăm mét đó thôi các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà thích mua sầu riêng thì về khu đất của thầy rất nhiều sầu riêng. Sầu riêng đây, sầu đây mà thầy đâu vậy? Có chụp không? Các bạn xem những trái sầu riêng rất là thơm ngon này. Bà con nơi quê hương của thầy Thích Minh Tuệ trồng đấy nhá. Quả rất đạt tiêu chuẩn này, nứt rùa đồng hoàng hết, đẹp. Thơm quá nhỉ. Một xe này khoảng bao tấn chị? Tấn hơn tấn gì đó. Tấn hơn tấn à? Ngày hôm nay nhập đi khoảng bao nhiêu tấn chị? Hơn chục tấn. Hơn chục tấn luôn à? Bác nào thích ăn sầu riêng thì liên hệ với em nhá. Đây là sầu riêng bà con ở nơi thầy Thích Minh Tuệ trồng đấy.
sầu ngon lắm bà nhỉ. Thế bà mấy bữa đã được đi đảnh lễ thầy chưa? Ôi giời, thầy đi qua cổng đây mà, à, cái hồ đây thầy. Thế có vào nhà cô khất thực được tí nào chưa? Ừ, chưa đến lượt. Chưa đến lượt à? Đâu, đây rồi. À? Đây thì vào rồi. Này rồi. À, đây này. Thế là nhà rồi, hết rồi. Nhà nhà chị đã được vào rồi à? Rồi. À. Thế thế này chị, vậy là tình hình là khoảng 2-3 ngày nữa thầy lại quay về đúng không? Biết mà, thầy sẽ thu tập ở đây mà. À. Thằng nào em đi đường nên là thấy các cái lều, cái chòi dựng lên nhiều lắm rồi. Cho hôm qua còn thông báo rồi mà. Không, hôm qua ông Tuấn, anh trai nói hả? À. Quất. Rất là sẵn sàng. Trời ơi, trời ơi. Một quả là chắc là phải tầm 1 ký giữa 2 ký đấy chị nhờ. 2 ký. 2-3 ký một quả. Đấy. Xe này thì nó rơi tầm hơn 1 tấn. Đấy, cẩn thận. Này mà nó sụt xuống nó vào chân thì thôi rồi đấy. Đây có ông anh bạn ở dưới Sài Gòn lên bán tranh ảnh của thầy Thích Minh Tuệ đây. Nay bán được nhiều không anh? Bán được hơn 10 tấm. À, bán được hơn 10 tấm à? Như tấm này khoảng bao nhiêu tiền? Tấm đấy em bán là 250. 250 tấm này à? Đẹp quá nhỉ. À, khung bài bản đấy nhỉ, hình 3D bài bản đẹp đấy. Này 5D. À, 5D luôn. Còn tấm này khoảng bao nhiêu tiền? Tấm đấy là 120. À. Đẹp quá. Rất là đẹp. Mãi Sài Gòn lên đây luôn. Lên đây mấy ngày rồi? Lên 4-5 ngày. À. Thông tin là một vài ngày nữa thầy lại quay trở lại đấy. Đi đường từ đây vô trong chỗ nhà cha thầy với nhà thầy là rất nhiều cái lều trại dựng lên rồi. Tuyệt vời. Đấy, Thanh xem có mua cho anh bước nào thì mua. Về treo phòng khách đẹp. Em ở gần ngay đây rồi. Đấy, bước lên đẹp, tình bạn. Đẹp. À, thầy Minh Tạng và thầy Minh Tuệ đây. Có cái nụ cười tỏa nắng. Nhẹ, đẹp, đẹp. Tấm nhỏ đây. Tấm nhỏ đây bao nhiêu tiền? Đấy, 100. À. Anh em hiếu nghị. Hiếu nghị bác ái đúng không? Em muốn đi xe. À, à. Để đây hẳn. Để đây, trả tiền. 100.000 tấm. Tuyệt vời. Về treo phòng khách nhỉ? Vâng. Quá đẹp. À, tình hình là cũng báo cho các bạn một tin vui đấy. À, cũng rất nhiều các cái dạp dựng ở dọc đường là để chuẩn bị thầy là trở lại cốc, và theo những cái thông tin mà mình nghe được là tới đây thầy về thì các cái cơ quan chức năng cũng như an ninh người ta sẽ làm chặt chẽ hơn, có tổ chức hơn đấy. Bà con các nơi về thì phải đi theo hàng theo lối, và các chốt người ta sẽ dựng lên rất là nhiều, tránh cái tình hình trường hợp như là vừa rồi là thầy đi khất thực là một số người là quá khích, nói chung là mến mộ thầy thì cứ nhào vô thầy rồi làm những cái hành động nó nói chung là nó kém văn minh, nên là thầy rất là sợ hãi. Đây, con đường này lần trước là thầy bắt đầu đi khất thực ở đây và mất tích ở khu vực này đây. Thì cũng quay lại cho quý vị và các bạn biết được. À, video của mình cũng tương đối dài rồi. Thì cũng xin hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn vào những video tiếp theo. Đấy, quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.